Chưa kịp mở miệng ra xin lỗi thì Linh lại có một pha vô cùng xấu hổ đối với Tú. Trước nay, Linh, Trình Mỹ Duyên luôn bênh bạn thân của mình, Trang, Lương Thanh chằm chằm. Vì thế, trong mắt cô, Tú, Đình Tú là một thanh niên toàn tính xấu bởi đã phụ tình Trang. Tuy nhiên, cuối cùng, Trang đã nói cho Linh sự thật về bức ảnh nhạy cảm của Ly và Tú là do Trang thuê người dàn dựng. Lúc này, Linh mới nhận ra mình đã sai, hiểu lầm về Tú, từng dùng nhiều lời lẽ không hay với Tú. Tính cô vốn thẳng thắn, sai thì nhận. Cô đến thẳng nhà trọ của Tú để định xin lỗi. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh, giọng Linh dịu hẳn so với mọi khi. Khi ấp úng chưa kịp mở lời xin lỗi, Linh bỗng nghe thấy tiếng San, Hoàng Huyền gọi Tú. Nếu để San thấy mình ở đây thì cực mất mặt, Linh liền lao vào nhà Tú để tránh mặt. Không may cô bị vướng giày và ngã. Cú ngã của Linh khiến cô ngượng chín mặt, bởi cô ngã bám vào người Tú và kéo tụt quần anh. Trong khi Ly bất ngờ nhìn thấy Tú thì Tú lại khá sốc khi nhìn thấy Linh. Quy, Mạnh Trường tổ chức chuyến dã ngoại và hẹn đến đón Ly, Thùy Anh. Thấy cô nàng bước ra khỏi nhà với trang phục năng động, Quy không hài lòng vì chiếc quần sóc hơi ngắn. Đặc biệt, Quy đã bí mật rủ Tú, Đình Tú tham gia cùng chuyến đi này mà không cho Ly biết trước. Vì thế, vừa nhìn thấy Tú, Ly rất bất ngờ. Lý do Quy rủ Tú vì anh cho rằng có Tú đi cùng, Ly sẽ rất vui. Tú không hề vui vẻ khi nhìn thấy Quy mở cửa xe, quan tâm Ly từng chút một. Cô bạn thân trước này được Tú quan tâm thì giờ dường như đã không còn cần đến sự quan tâm của Tú nữa. Tú bất ngờ hơn khi mở cửa xe đã thấy Linh, Trình Mỹ Duyên ngồi sẵn trong xe. Hello anh! Cô nàng vui vẻ chào Tú trước, bởi trước đó, Linh đã ngượng chín mặt vì ngã kéo tụt quần Tú. Ly nhắc đến Quy và gọi là anh ấy khiến Tú khó chịu vì cách gọi đầy thân thương này. Tú, Đình Tú đang quen Ly, Thùy Anh chỉ thân thiết và biết đến mình Tú. Nay Quy, Mạnh Trường bỗng dưng xuất hiện xen giữa mối quan hệ của hai đứa, khiến Tú không khỏi khó chịu. Nói về Quy, Ly buột miệng gọi là anh ấy, Tú liền tỏ vẻ giận dỗi, anh ấy, thân thương quá nhỉ. Hồi trước, Ly thường nhắc tới Quy là tay này, lão kia, nay gọi là anh ấy nên Tú cho rằng Ly chắc chắn có gì rồi. Dù bị nói trúng tim đen nhưng Ly vẫn chối làm gì có gì đâu. Ly giải thích cô và bếp trưởng có vấn đề, Quy là người hỗ trợ, tư vấn cho Ly. Ly cũng nói với Tú rằng trước đây, hai đứa đã nghĩ xấu cho Quy. Cô cho rằng không nên phán xét người ta quá mà phải nhìn trên nhiều góc độ. Tao là người biết điều, biết suy nghĩ mà, Ly giải thích. Tú vẫn không thôi sự khó chịu và giận dỗi, mày thì kinh rồi.